Đây, quý bà con đồng bào Tây Nguyên đang lựa những quần áo của các cô chú anh chị ở miền Tây đã trở lên cùng với đoàn để phát cho bà con. Thế nên là một buổi phát quà rất là ý nghĩa và một cử chỉ rất là cao đẹp của các mạnh thường quân. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa tất cả quý cô chú anh chị. Tiếp tục buổi sáng ngày hôm nay là ngày 15 Tây tháng 8 nhằm âm lịch 12 tháng 7. Tứ Dũng và chú Bảy hiện bây giờ thì đang cùng với các đồng đạo cũng như là đoàn của Vinh Phong đến từ Lai Dung Đồng Tháp. Và hiện bây giờ thì Tứ Dũng và chú Bảy đang đứng tại nơi đây là trường mầm non. Dạ đúng rồi, trường mầm non của xã Bề Ê, huyện Cơ Mơ Long, tỉnh Kon Tum. Coi như là từ sáng tới giờ đoàn đã đi từ 5 giờ sáng vậy. 5 giờ sáng mà để mà vận chuyển hàng hóa đi đó thì đi qua nhiều con đường ở trong vùng núi mà. Nên là đi thì nó cũng hơi trắc trở và đến đây cũng đã vào buổi trưa. Thì hiện bây giờ các cô chú mình đang dọn đồ ra nhu yếu phẩm bao gồm 10 kg gạo, một thùng mì, rồi một cái mùng, một cái mền và 2 kg muối, một chai nước tương và một cái thau đó, rồi dầu gió diêm son đó, rồi đó là những cái nhu yếu phẩm để tặng cho bà con đồng bào ở tại vùng Tây Nguyên, đặc biệt là bà con ở vùng núi. Thì chú Bảy thấy cái hành trình mà đi phát quà hôm qua nay chú Bảy thấy sao chú Bảy? Thấy đường đèo quá đèo rồi, quá đèo ha. Tôi đi xe là tới giờ còn nằm á, nói hai ai cũng nói chứ. Dạ. Dạ, đường quá đèo rồi. Coi như khổ là lắm. Mấy cô mình đi theo thì hôm nay đuối cái gì. Dạ. Thậm chí Tấn Dũng với chú Bảy tối về tới chỗ nghỉ là cũng gần 10 giờ tối rồi, là ịch xuống là ngáy khò khò luôn. Xe, tại vì xe nó tuột dốc đó. Dạ. Lên không được, mất mướn xe lớn đó. À. Mới kéo lên được nó mới đi trễ đó. Vậy luôn hả? Dạ, để hồi tối sáng đêm luôn. Dạ. Mất mướn xe lớn vô kéo lên chứ xe thường kéo không nổi. Coi như là hồi tối dốc. Này. Ừ. Dạ, cái này thì con lột lớp xe luôn nữa. Con cũng mới nghe chú Bảy nói chứ con cũng không có hơi rành lắm. Dạ, giờ trễ vậy? Cho trễ chứ không thôi cho sớm rồi. Dạ, là nguyên nhân là đúng ra là mình trả quà sớm ha, nhưng mà tại vì do hồi tối xe nó bị trục trặc á, đường khó khăn rồi chợt cho nên là phải mướn xe đi làm nguyên một đêm luôn bà con. Cho nên thì hiện bây giờ là Tứ Dũng và chú Bảy sẽ tiếp tục thay mặt bà con mạnh thường quân đã đồng hành hỗ trợ. Thì cái kinh phí và cái tịnh tài thì báo cáo là Tứ Dũng đã đọc trong cái video phần 1 rồi, thì cho nên cái video này thì chỉ quay phát quà để mà cho bà con mình xem thôi chứ không có đọc báo cáo tịnh tài tịnh vật nữa, tại vì rất là dài hết chú Bảy ha. Rồi mời bà con mình hãy cùng theo hành trình của Tứ Dũng và chú Bảy để trao gửi những món quà yêu thương đang bà con mình nhé. Mượn một cái bãi, một cái bãi của trước trường tiểu học để xuống hàng và phát cho bà con mình cho nó tiện lợi hơn. Tại vì nếu mà mình vận chuyển vô bên trong nữa thì nó sẽ rất là mất thời gian, cũng như là bà con mình cũng sắp xếp cái thời gian để mà còn phát thêm buổi chiều ngày hôm nay thêm một một điểm nữa, tại vì sợ không kịp đó bà con. Cho nên giờ này thì cũng đã 12 giờ mấy rồi. Nó để mà xuống hàng rồi sắp xếp phát thì nó cũng hơi chậm, thành ra phát tại nơi đây luôn ha. Thì chú Bảy nè, chú Bảy và các cô nè, cô Bảy nè. Đó, cô Bảy đi ngày qua nay cô Bảy thấy sao cô Bảy? Thấy quá vàn nàng. Thấy cô ối lên ối xuống mà hôm nay cô đi được là cũng là quá mừng ha. Ừ. Quá vàn nàng mà đồng bào ở đây quá khổ. Dạ, quá khó ha, quá khổ khó ha. Là coi như là mình giúp là đúng nơi đúng chỗ ha cô Bảy. Đúng nơi đúng chỗ luôn. Sao mình về mình làm có tiền, có phương tiện mình đi nữa. Vậy ha, làm có tiền đi nữa ha. Đi nữa. Giúp bà con ở đồng bào Tây Nguyên Kon Tum mình ha. Rồi, cảm ơn cô Bảy nha. Rồi, quá đây, quý bà con mình đến đây để con xin lại cái mic cô Bảy. Dạ, đến đây để mà chuẩn bị nhận quà nè. Các chị mình cũng vô tiếp muối, vô nước tương. Thao, muối, nước tương, mì, mùng mền quý vị ơi. Đó, đây là những cái nhu yếu phẩm mà bà con mình nhận được hôm nay. Thứ nhất là một cái một bao gạo 10 kg, thứ hai là một thùng mì, thứ ba là một cái mền, thứ tư là một cái mùng, thứ năm là một chai nước tương, thứ sáu là 2 kg muối, thứ bảy là một cái thao mũ, thứ tám là một chai dầu gió diêm son, và thứ chín là cái món gì nó quên rồi, sữa với kẹo cho các em nhỏ luôn nha, có sữa với kẹo luôn quý vị. Coi như là bà con mình nhận tổng cộng là chín món quà. Đó, chín món quà ha, mì, gạo, nhu yếu phẩm, mùng mền các thứ luôn. Đó. Thì bà con mình đã xem qua cái video phần 1, phần 2 rồi. Thì mình thấy bà con đồng bào miền núi rất là thương, rất là khó. Đó, cho nên là hôm nay Tiến Dũng cùng với đoàn cũng như là các mạnh thường quân
đã chuyển những cái phần quà yêu thương này trao đến tặng tay của bà con mình ha. Các anh chị mình đang xuống xe nè. Còn đây là những cái thức ăn mà các anh em đoàn phải đem theo để mà ăn đó vị. Nó nào là bánh mì ha, bánh mì, rồi bánh tiêu, đó, xôi. Đó, đây là những cái thực phẩm của đoàn ăn nè, bắp nè, đó, rồi chôm chôm ha. Nói chung ra là thực phẩm chay. Đây quý bà con ơi, chúng ta đang xuống hàng tiếp các anh chị trong đoàn nè vị. Đó, quá dễ thương ha. Rồi, để hỏi thăm bà cụ nè coi. Rồi, chào bà cụ nha. Cho con hỏi cụ năm nay bao nhiêu tuổi à cụ? Không biết tiếng Việt hả? Vậy hả? Không biết tiếng Việt luôn bà con ơi. Sinh năm 63. Hả? Sinh năm 63. Sinh năm 63. Dạ, bà nhà con cháu đông không? Mấy người con? Tám người. Dạ, tám người ha. Hôm nay bà đi nhận quà, bà có vui không? Vui không? Vui, vui. Rồi, cảm ơn bà ha. Rồi, vui, vui. Rồi. Đây, các cô gái, các chàng trai ở địa phương cũng xuống tiếp tục để mà giúp cho bà con mình ha. Chắc có lẽ là đây là các em ở trong trong ủy ban, trong ủy ban đến để trợ giúp nè quý vị. Các em này ở trong ủy ban của địa phương đến để trợ giúp cho đoàn nha. Quá khứ rồi. Chào các chị em nha. Đây quá đó, cô bảy cô đang soạn kìa quý vị ơi, quá cỡ thờ mộc luôn rồi. Rồi phía bên trong là bà con mình đang ngồi để mà chuẩn bị kêu tên nha, chuẩn bị kêu tên nhân quà nha. Rồi, quá khứ rồi. Đó, đây là chiếc xe chở quà nè bà con, đó, chiếc xe chở quà. Đó. Rồi bây giờ các cô chú mình đang chuẩn bị ha, đó, chuẩn bị ngồi đây và chờ kêu tên sẽ ra nhận quà đó. Đầy đủ hết trơn, để qua hỏi thăm cô này coi. Dạ, chào cô. Cô hôm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 50. 50 hả? Cho gắn cái mic nghe nói chuyện cho nghe rõ ha. Cô con cháu đông không nhà? Có. Mấy người con? Ba. Ba người con, mấy người cháu? Bộ, sao? Sáu người cháu. Dạ, hôm nay cô đi nhận được gạo mì đồ cô vui không? Vui. Vui ha, ở nhà mình làm công việc gì? Ở nhà làm công việc gì? À phải lo ni tươi. Chồng cháu. À coi cháu hả? À coi cháu. Chồng trọt. Chồng trọt, chồng trọt, chồng trọt xin lỗi. Chồng trọt mà tôi nghe coi cháu. Hao sao tầng. Rồi, vui ha. Vậy là bà con mình ở đây là đa số là chồng trọt ha. Chồng trọt đi gãy được ha, chồng gãy được ha. Hao sao tầng. Rồi, cảm ơn con nha. Thưa quý anh chị, và bây giờ đang chuẩn bị vào cái buổi phát quà thì tại vì Tiến Dũng đã có công việc sắp xếp rồi, tính đâu là trong cái ngày hôm nay là xong nhưng mà không kịp buổi chiều, thành ra thì thôi Tiến Dũng cũng có bỏ vé máy bay không? Không thể nào bỏ vé được, đây mình đã mua rồi thì mình phải đi về với công việc nhà nữa, thì thành ra là bây giờ thì cũng báo cáo với bà con mình là cái quỹ vừa qua Tiến Dũng đọc lại đó thì còn 34.590.000, thì Tiến Dũng sẽ chích ra thêm 2.500.000 nữa để mà trợ duyên cho ba anh đó là tài xế đi chiếc xe này. Coi như là rất là cực khổ, tại vì là mấy anh thức khuya mà để mà chuyển hàng, rồi nghe đâu xe hồi tối cũng bị trục trặc nữa, thức 2-3 giờ sáng luôn quý vị. Thì rồi, đưa cái clip kéo xe đêm hôm cho Tiến Dũng luôn. Em gửi ba anh ha, mỗi anh 500.000, đây là của bà con mình trợ duyên cho mấy anh ha. Rồi đây là 1.000.000 trợ duyên cho Quỳnh Thông để mà đổ đồ dầu ha, đổ dầu đổ xăng để cùng với chú Bảy. Dạ, chú Bảy gọi bỏ túi giùm con đi. Muốn xe gì nữa chú Bảy? Muốn xe kéo lên nữa. Đêm hôm kéo chiếc xe lên. Dạ dạ. Thôi khỏi luôn đi cái đó. Dạ thì qua đây thì cũng cảm ơn tất cả quý bà con mình đã đồng hành trợ duyên, thì Tiến Dũng xin chích cho thêm 2.500.000 nữa. Thứ nhất là trợ duyên cho ba anh tài xế, thứ hai là 1.000.000 để trợ duyên cho Quỳnh Phong đổ dầu đổ xăng để đi tiếp tục hành trình cùng với chú Bảy. Chú Bảy sẽ đi cùng với Quỳnh Phong là sẽ đi ở lại phát nữa. Phát đến cuối cùng về sau hả chú Bảy ha. Dạ phát hết quà luôn. Nam mô là Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính đến quý ông bà cô bác, quý anh chị em, quý mạnh thường quân kính mến. Thì buổi chiều hôm nay thì do lỡ cái chuyến quà và là mình không có đi vào xã Đắc Nên và Đắc Vinh được, bởi vì đường nó quá hư, nó xấu. Cho nên là chúng em chuyển về xã Bờ Ê, huyện Con Long, tỉnh Kon Tum.
thì nơi đây cũng rất là khổ, nghèo khổ, cho nên tụi em chuyển số quà trở về đây để phát cho bà con. Thì ở đây xã Bờ Ê mình phát 200 phần và xã Hiếu mình phát 150 phần, và phần còn lại em và chú Bảy sẽ đi tiếp tục, và đoàn sẽ đi tiếp tục phát vào ngày mai. Bởi vì hôm nay là không kịp, là giờ này là trễ, bởi vì trời cũng chuẩn bị mưa gió kéo đến đó quý vị. Dạ. Còn thiếu nợ hai xã đó phải không? Dạ, mình còn thiếu nợ là đó. Chuẩn bị mình còn bao nhiêu là mình phát hết với đoàn rồi mình về luôn. Làm xong đó. Dạ. Thì cái nợ hai cái xã đó rất là tội nghiệp, bởi vì sao cái duyên cũng chưa đủ. Cho nên là đường nó quá hư rồi, không có đi vào hai xã đó được. Mưa nó lỡ hư đó. Cho nên là không đi được, cho nên là mình nợ lại đi ha. Dạ ok. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, giờ phát quà ha. Rồi phát quà đi. Vâng, và sau khi Tiến Dũng thay mặt bà con Mạnh Thường Quân trích quỹ 2,5 triệu để trợ giúp cho ba anh tài xế và xe của Quỳnh Phong để đổ dầu cũng như là trợ duyên cho các anh, thì giờ đây bà con mình đã phát quà và nhận quà. Đó, đây các cô chú mình đang phát mì và mùng mền, gạo, nước tương vân vân, 2 kg muối, 1 cái thau. Rồi qua đây nhận gạo luôn anh. Đó, bà con mình xếp hàng rất là trật tự ha, coi như là rất là vui khi mà được trao những món quà yêu thương cho bà con vùng núi của nơi đây là tại địa phận của huyện Cơm xã Bờ Ê, huyện Con Lâm, xã Bờ Ê, huyện Cơm Bà Long, Cơm Bà Long. Đó. Rồi bà con mình nhận rất là phấn khởi vui mừng ha. Rồi đây bà con mình nhận quà ha. Hôm nay nhận quà vui không em gái? Vui ha. Rồi vui không bà? Vui, quá vui. Rồi đây phát ở tại nơi gốc cây luôn. Tại vì đây là một cái nhân duyên bất ngờ. Chứ thật ra là những cái món quà là chuyển vào trước ở trong kia, trong vùng sâu vùng xa hơn nữa, nhưng mà đường đi không được, đường đi không được, xe chuyển không được quà, cho nên thì mới đủ cái nhân duyên ghé tại nơi đây phát cho bà con ở đây luôn. Chứ đúng ra là những cái phần quà này là chuyển vô trong sâu hơn nữa quý vị. Rồi bà con mình nhận quà này ha. Bà con ở nơi đây là xã Bờ Ê, huyện Bà Long, Cơm Tum. Rồi có em bé cho sữa luôn nha cưng ha. Rồi sữa bánh. Đây chú Bảy đang phát. Ai có em bé giơ tay lên nhà. Mô gì đời. Ở nhà ai có bé giơ tay lên thế, chú Bảy cho kẹo cho sữa ha. Rồi A Di Đà Phật. Tại vì cái số sữa này nó cũng còn dành cho những cái phần sau nữa. Hả? Rồi thả vô đi chú Bảy, có em bé nè chú Bảy. Rồi thì 500 phần quà sẽ phát trong ngày hôm nay quý vị. Nhưng mà lý do kỹ thuật là do cái đường đi đi vào tới bên trong đó rồi là không có chuyển được. Có em bé không? Thời cũng không có xe. Hả? Để mà lớn nhỏ vận chuyển vô. Hả? Thành ra phải chở ngược ra đây. Hả? Chở ngược ra đây quý vị. Thì giờ này nó đã 1 giờ rồi. Đó. Rồi. Thì giờ đây chú Bảy và các đồng đạo mình đang phát mùa. Có em bé không? Dạ. Sao ai cũng có bé trang hiệu quá. Tặng cho bà con ha. Vậy sao? Mô Di Đà Phật. Ý nghĩa. Một ngày. Có bé không? Rất là vui tươi. Và bà con mình rất là vui vẻ. Mô Di Đà Phật. Rồi. Mô Di Đà Phật. Đây là những phần quà được chắc rồi. Mô Di Đà Phật. Cái thau, nước tương, muối, mùng mền vân vân. Coi như là đầy đủ hết như phẩm. Cảm ơn. Cảm ơn dân vui. Rồi, vui không? Vui. Vui. Dạ vui. 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 Vui mà có không? Đã có rồi. Vui. Vui quá, xá là vui nha. Bà con mình hôm nay rất là vui mừng. Vui không anh? Vui. Mừng không? Dạ vui, mừng. Cảm ơn ạ. Quá vui. Đó, đây là những khuôn mặt bà con mình nhận những món quà rất là đầy đủ ha. Đó. Rồi. Đó. Mới thử. Mô Di Đà Phật. Trời ơi kìa. Đó, dạ, dạ. Gạo kia nước mắm muối. Được rồi cái. Rồi.
Mua Di Đà Phật. Ông Phật trong bảy nghe, mô Phật. Vậy nè. Rồi, mời chú Bảy hướng về màn hình. Rồi, mô Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật. À, vâng, kính thưa quý vị, nãy giờ thì chúng ta đã xem qua một buổi phát quà rất là vui, rất là ý nghĩa trong cái ngày 15 tháng 8 nhằm âm lịch 12 tháng 7 và trao gửi tại nơi đây là địa phận của xã Bờ Ê, huyện Con Pà Long, huyện tỉnh Kon Tum, trao gửi tổng cộng hơn 200 phần quà. Thì đang còn một chiếc xe để tiếp tục chú Bảy sẽ đồng hành cùng với Quỳnh Phong và đồng đạo sẽ hành trình trong cái buổi chiều hôm nay, tại vì đêm qua là về tới nơi ngủ là chú cháu là cũng gần 10 giờ tối lận, chắc là đêm nay chắc cũng vậy quá chú Bảy. Yeah. Thì con cũng chúc cho chú Bảy ở lại phát với đồng đội tiếp tục ha. Yeah. Tại vì Tiến Dũng đã mua vé khứ hồi rồi mà mình bỏ thì nó ổn. Chú Bảy bỏ khứ hồi rồi chú Bảy ở lại đó. Ở lại ha. Yeah. Rồi con cũng có cái công việc sắp xếp. Yeah. Và dạ, con có cái công việc để mà sắp xếp của con nữa. Thành ra thì Tiến Dũng cảm ơn tất cả vị và chúc cho vị luôn luôn được sức khỏe. Giờ đây thì xin tạm biệt, chào.